Chào các bạn, hôm nay mình lên thành phố San Francisco để tham quan một số thắng cảnh. Mời các bạn cùng tham gia. Xe đang chạy ngang qua phi trường quốc tế San Francisco trên xa lộ 101. Từ San Jose đi San Francisco khoảng 60 mile, mất khoảng 1 tiếng lái xe nếu không bị kẹt xe. Trước mặt các bạn là thành phố South của San Francisco. Thành phố San Francisco nằm trên những ngọn đồi. Chỉ còn một vài mai nữa là xe của chúng ta sẽ vào downtown của thành phố San Francisco. Phía bên tay phải của các bạn là tòa thị sảnh của thành phố San Francisco.
Vì thành phố San Francisco nằm trên những ngọn đồi, nên những con đường trong thành phố là những con đường dốc, nên lúc chạy xe cũng phải rất cẩn thận. San Francisco là một trong những thành phố có giá nhà đất và tiền thuê nhà đắt nhất nước Mỹ. Những căn chung cư như trước mặt các bạn, khoảng 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, có giá thuê là 4.000 đồng một tháng. Chưa tính tiền đậu xe trong garage có giá từ 250 tới 400 một tháng. Do vậy, mức lương trung bình của mỗi cư dân sống ở trong thành phố này là 88.243 đô la một năm. Đó là mức lương được cập nhật vào ngày 2 tháng 4 năm 2019. Xe đang chạy trên một con đường đồi xuống dốc. Chú chó này muốn ngừng lại nghỉ mệt chút vì leo đồi quá mệt. Lại thêm một đoạn đường lên dốc. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy những chiếc xe đang đậu trên lề đường này đều quay bánh trước vào trong lề đường để tránh xe bị tụt dốc.
Bên hông những căn chung cư này đều có những cầu thang thoát hiểm khẩn cấp để đề phòng trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra. Phía trước là con đường rất ngoằn ngoèo và khá nổi tiếng ở thành phố San Francisco. Đây là một đoạn ngắn của con đường có tên là Lumber Street. Đây là con đường hai chiều, nhưng ở đoạn quanh co này thì lại trở thành đường một chiều và là hướng đi xuống dốc. Thank you.
Thành phố San Francisco là một trung tâm du lịch nổi tiếng. Trong năm 2018, đã có 25.8 triệu du khách đến thăm thành phố này, tăng 1.2% so với 25.5 triệu vào năm 2017. Tổng số tiền mà những du khách này đã chi tiêu cho thành phố San Francisco trong năm 2018 là 10 tỷ đô la, tăng 2.3% so với năm 2017 là 9.8 tỷ đô la. Lượng du khách đến thăm thành phố San Francisco nhiều nhất là 5 quốc gia sau đây: Mỹ Tây Cơ, Trung Quốc, Anh Quốc, Gia Na Đại và Đức Quốc. Ngoài ra, những quốc gia sau đây đang có lượng du khách tăng nhanh tại thành phố San Francisco, đó là Ba Tây, Pháp, Ấn Độ và Đài Loan. Mình xin tạm dừng video này ở đây và hẹn với các bạn những video kế tiếp với những thắng cảnh khác của thành phố San Francisco. Chúc các bạn có những ngày vui vẻ.